Thực vị sự chuyển dịch của Việt Nam sang nền kinh tế toàn cầu hóa sẽ đang mang đến những tác động cho thị trường lao động trong nước. Theo đó, thì bước sang giai đoạn năm 2019, thị trường lao động của Việt Nam sẽ chứng kiến nhu cầu tuyển dụng tăng cao ở một số ngành nghề nhất định. Bà Tamara Boonstra, giám đốc MicroPage Việt Nam cho biết, 4 vị trí có nhu cầu tuyển dụng cao ở Việt Nam trong năm 2019 gồm quản lý chuỗi cung ứng, bán lẻ, kiểm soát kinh doanh, tài chính, nhân sự và cuối cùng là kỹ thuật số, quản lý doanh nghiệp. Bên cạnh đó, có 4 ngành đang phát triển và nhu cầu nhân sự cũng tăng mạnh là bất động sản, sản xuất, kỹ thuật số, công nghệ tài chính và hàng tiêu dùng nhanh. Nhu cầu tuyển dụng tăng cao khiến các ứng viên nhân sự cao cấp chấp nhận chuyển việc khi lương tăng từ 15 đến 20% so với hiện tại. Ngoài ra, bà Tamara Boonstra cũng chia sẻ, tại Việt Nam, hiện một số lĩnh vực như chuỗi cung ứng, điện tử không có lực lượng nhân sự cao cấp. Đó là lý do trong nhiều trường hợp, các doanh nghiệp sử dụng lao động phải đưa người từ nước ngoài về và đào tạo, chuyển giao dần dần.